Mùa hè vừa qua tại Manchester United, có lẽ bản hợp đồng mang đến nhiều tranh cãi nhất chính là tiền vệ người Brazil Casemiro. Sau thất bại trong việc chiêu mộ Frankie de Jong, cùng với đó là hai trận thua bạc nhược hồi đầu mùa giải, cựu ngôi sao Porto nổi lên như là ứng cử viên hàng đầu gia nhập đội chủ sân Old Trafford. 70 triệu euro với một cầu thủ đã 30 tuổi và no nê danh hiệu. Nhiều người cho rằng ban lãnh đạo Quỷ Đỏ quá hoảng loạn khi đưa ra quyết định như vậy. Nhưng giờ đây, chúng ta chẳng còn thấy bất cứ chỉ trích nào nhắm vào Casemiro nữa, vì đơn giản anh là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Man United. Và video ngày hôm nay của Random Football, chúng tôi sẽ nói về chàng trai đến từ xứ sở Samba, trưởng ban thi hành án ở khu vực giữa sân của Manchester United. Mùa hè vừa qua, nửa đỏ thành Manchester đã mang về 6 tân binh, ngoại trừ thủ thành Martin Dubravka không có nhiều cơ hội thi đấu và đã trở về Newcastle United, thì 5 cái tên còn lại đều để lại ấn tượng trong màu áo mới. Kênh truyền hình ESPN từng nhận định Rafael Varane, Lisandro Martinez và Christian Eriksen là những cầu thủ gây ấn tượng ở sân Old Trafford từ đầu mùa 2022-23. Nhưng hiện tại, sân khấu chính đã thuộc về Casemiro. Trong 17 trận tiền vệ người Brazil đá chính mùa này, Man United giữ sạch lưới 10 trận. Trước trận gặp Everton tại vòng 3 FA Cup, nếu Casemiro kết hợp cùng với Varane, bộ đôi này đã giúp David De Gea không phải vào lưới nhặt bóng trong 487 phút tại Premier League. Sau khi quyết định chấm dứt việc theo đuổi cầu thủ người Hà Lan Frankie de Jong sau hơn 100 ngày dài đằng đẵng, Man United đã xác định Casemiro là ứng viên lý tưởng để tăng cường sức mạnh ở hàng tiền vệ. Quỷ Đỏ đã thua cả hai trận mở màn Premier League và sớm nhận ra rằng họ cần một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới để củng cố đội hình của Erik Ten Hag. Rất nhanh chóng, bộ sậu đã bay đến Madrid để hoàn tất hợp đồng với ngôi sao người Brazil, ký với anh một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với giá trị tổng cộng có thể lên đến 70 triệu bảng. Nhiều người đã bắt đầu tỏ thái độ nghi ngờ chỉ trích vì anh đã bước sang tuổi 30 và no nê danh hiệu, nên động lực thi đấu sẽ là dấu hỏi rất lớn. Trên thực tế thì cựu thuyền trưởng Ajax đã liên lạc với Casemiro trong thời gian theo đuổi nàng thơ của Barcelona. Ông nhận thấy rằng Man United rất cần một số 6 chất lượng để giải quyết căn bệnh nan y nhiều năm qua. Và dù có hay không Frankie de Jong, cựu sao Real vẫn sẽ là mục tiêu mà ông hướng đến. Về phần chàng trai sinh năm 1992, anh đã thừa nhận rằng lịch sử vĩ đại và đầy màu sắc của Manchester United đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục anh gia nhập câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua theo một cách nhanh chóng đến như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tầm vóc vĩ đại của Manchester, bởi vì đó là một câu lạc bộ lớn với một lịch sử tuyệt vời. Chắc chắn đó là điểm thu hút lớn khi đến đây. Tôi nghĩ rằng vị thế tuyệt vời mà câu lạc bộ này có được trong bóng đá và lịch sử tuyệt vời của nó chắc chắn là những lý do quan trọng nhất để có mặt ở đây. Đó cũng là một loạt mục tiêu mới cho một giải đấu hoàn toàn mới đối với tôi. Vì vậy, đó là một thách thức thực sự lớn và thú vị đối với tôi, và tôi đang làm việc rất chăm chỉ để đạt được chúng cùng với các đồng đội của mình. Từ chỗ là bản hợp đồng mang đến nhiều hoài nghi, Casemiro đang dần chứng tỏ giá trị cùng với đẳng cấp thế giới của mình. Hàng phòng ngự yếu kém từng gây ra nhiều vấn đề ở Man United nhiều năm qua. Những bàn thua vào phút cuối hay sai lầm của các cầu thủ khiến Quỷ Đỏ phải trả giá không ít lần. Nhưng hiện tại, Casemiro và đồng đội đem đến sự an tâm cho tất cả bằng lối chơi chắc chắn. Anh không chỉ là chốt chặn đáng tin cậy trước hàng thủ 4 người với những tình huống ra quyết định cực kỳ dứt khoát và chính xác, mà còn giúp Man United triển khai những đợt tấn công chớp nhoáng, thứ vũ khí có thể coi là mạnh nhất của câu lạc bộ ở thời điểm hiện tại. Chính cựu tiền vệ Paul Scholes cũng từng tỏ ra ngạc nhiên vì khả năng chuyền bóng của người đàn em khi anh chưa bao giờ thể hiện điều này ở Real Madrid. Khả năng chuyền bóng của Casemiro làm tôi ngạc nhiên, đặc biệt là những đường chuyền một chạm. Cậu ấy hướng bóng lên phía trên rất nhiều. Ở Real, cậu ấy bị lu mờ khi đá cùng Luka Modric và Toni Kroos. Phòng ngự hay, chuyển trạng thái giỏi, nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà chàng trai 30 tuổi mang lại cho đội chủ sân Old Trafford. Anh còn là một mối nguy thường trực trong các tình huống cố định nhờ khả năng đánh đầu và chọn vị trí ấn tượng của mình. Hai bàn thắng cùng hai kiến tạo là thông số rất ấn tượng mà Casemiro đã mang lại. Tại Premier League, tiền vệ người Brazil là cầu thủ có chỉ số tắc bóng cao nhất trong số các câu lạc bộ đang dẫn đầu bảng xếp hạng.
Điều này chứng tỏ vai trò quan trọng của anh trong việc cân bằng giữa tấn công và phòng thủ, làm lột xác khả năng phòng ngự từ xa của Man United, vốn là điểm yếu của họ nhiều năm qua. Khi tuyến giữa còn được chấn giữ bởi cặp hắc bạch vô thường Fred cùng Scott McTominay, Quỷ Đỏ thường để thua ở các tình huống bóng hai rất nhiều khi không có sự bọc lót kịp thời của cả hai cho hàng thủ. Nhưng giờ đây thì mọi chuyện đã đỡ lo hơn rất nhiều với Casemiro trong đội hình. Mùa giải này, chúng ta thấy Arsenal đã lột xác mạnh mẽ và điểm tựa của họ chính là Thomas Partey với sự chắc chắn cần thiết nơi tuyến giữa. Sau năm đầu tiên không thành công, cựu sao Atlético Madrid đã bùng nổ mạnh mẽ khi là chốt chặn đáng tin cậy trước hàng phòng ngự với chỉ số thu hồi bóng quá ấn tượng lên đến 108 lần. Man United cũng đã tiến bộ và đó là nhờ vào bệ phóng mang tên Casemiro. Dù không sở hữu chỉ số thu hồi bóng ấn tượng như Partey, nhưng số 18 của Quỷ Đỏ cũng đã có đến 81 lần giành lại quyền kiểm soát bóng. Cả hai chàng trai đến từ La Liga đều đang trở thành những tiền vệ phòng ngự hàng đầu tại Premier League. Người Anh đồng hương Rivaldo trong buổi chia sẻ với Betfair đã không tiếc lời ca ngợi ngôi sao của Man United vì anh đã thích nghi rất tốt với môi trường vốn nổi tiếng cực kỳ khắc nghiệt. Cậu ấy cần vài tuần để thích nghi với Premier League và giờ cậu ấy là ông chủ của hàng tiền vệ Man United, giúp hàng thủ của cậu ấy trở nên không quá dễ bị tổn thương, đồng thời vẫn có can đảm tiến lên và ghi bàn. Trong 14 lần ra sân tại Premier League, Casemiro đã giúp đội chủ sân Old Trafford giành đến 10 chiến thắng, một con số cực kỳ ấn tượng. Ngoại trừ thất bại 1-3 trước Aston Villa tại vòng 15, những lần mà tiền vệ xứ sở Samba góp mặt trên sân, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đối thủ đều khó có thể đạt con số 2. Và rất nhiều trận đấu, con số này còn dưới 1. Trong 4 thất bại của Man United tại mùa giải năm nay, Casemiro chỉ đá chính ở cuộc đối đầu với Villa. Anh đã giúp hàng thủ đội bóng đứng vững và hạn chế rất nhiều bàn thua. 3 trận thua mà số 18 không đá chính, Quỷ Đỏ đã để thủng lưới tới 12 bàn. Còn lại khi chàng trai 30 tuổi đá chính, số bàn thua chỉ dừng lại ở con số 6. Như vậy, Casemiro đã giúp câu lạc bộ giảm một nửa số bàn thua khi mà anh góp mặt trên sân. Một thông số khiến bất cứ người hâm mộ nào cũng đều cảm thấy yên tâm khi thấy tên anh xuất hiện trong danh sách đá chính mà huấn luyện viên Erik ten Hag công bố trước mỗi trận đấu. Với bộ ba Casemiro, Christian Eriksen và Bruno Fernandes, Man United đã có một hàng tiền vệ hoàn hảo mà nhiều năm qua họ luôn tìm kiếm. Đó là sự kết hợp giữa sức mạnh, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật bậc thầy. Những pha bóng qua chân bộ ba này mang đến sự mượt mà và đầy hiệu quả. Thậm chí khi mà cựu sao Real Madrid kết hợp với Bruno trong đội hình xuất phát, Quỷ Đỏ chưa thua bất kỳ một trận đấu nào. Rõ ràng, Casemiro là một phần không thể thiếu của Man United khi không có bóng ở mùa giải này, bất chấp đó là trong giai đoạn pressing hay trong các pha chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công sau khi đội bóng vừa để mất bóng. Chính huấn luyện viên Erik ten Hag mới đây cũng không tiếc lời ca ngợi cậu học trò mang áo số 18. Thật vui khi được làm việc với Casemiro, tôi nghĩ mọi người đều thấy vai trò của mình quan trọng như thế nào. Màn trình diễn và đẳng cấp mà cậu ấy mang lại cho câu lạc bộ là rất lớn. Chúng tôi cần một số 6, đó là một trong những quyết định mà chúng tôi đã đưa ra trong quá trình phân tích trước mùa giải. Đội bóng đã sở hữu một cầu thủ hoàn hảo. Chúng tôi thực sự hạnh phúc với Casemiro. Cậu ấy đã thể hiện rất nhiều kỹ năng lãnh đạo lẫn bóng đá, giúp đội bóng xích lại gần nhau. Man United hiện tại đã xây chắc vị trí thứ 4 và chỉ còn kém Arsenal 9 điểm. Liệu đã đến lúc họ nghĩ đến chức vô địch? Có thể nhiều người sẽ cho rằng còn quá sớm để nói về điều đó khi trước mắt Quỷ Đỏ sẽ là hai trận đại chiến với hai đối thủ xếp trên là Man City cùng với chính pháo thủ thành London. Nếu vượt qua được thử thách trong thời gian tới, đó là lúc đội chủ sân Old Trafford dõng dạc tuyên bố về vị thế của họ trong cuộc chiến cho ngôi vương tại Premier League. Và để làm được điều này, Man United cần một Casemiro chắc chắn, mạnh mẽ và ngăn chặn những ngòi nổ nguy hiểm của đối thủ. Với Varane, Martinez và Casemiro, Quỷ Đỏ có 3 trong số những cầu thủ phòng ngự tốt nhất giải đấu. Đội hình hiện tại của họ đang có đà tâm lý tốt và nhiều cầu thủ trụ cột trong tình trạng khỏe mạnh. Tiền đạo chủ chốt Marcus Rashford cũng có phong độ cực tốt sau khi ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại nhà hát của những giấc mơ. Ở độ tuổi 30, Casemiro đã có tất cả ở cấp độ câu lạc bộ cùng với Real Madrid với 3 chức vô địch La Liga, 5 chức vô địch Champions League, 3 siêu cúp châu Âu, 4 FIFA Club World Cup. Có thể nói, anh đã trở thành huyền thoại tại Real Madrid và ai cũng nghĩ cầu thủ này sẽ thi đấu đỉnh cao vài mùa nữa tại đây, thậm chí là sẽ giải nghệ tại sân Santiago Bernabeu. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, một thương vụ diễn ra cực kỳ chóng vánh, chốt đơn trong 48 giờ, khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng.
Với 70 triệu euro cho một cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng, dĩ nhiên là không có lý do gì để chủ tịch Florentino Perez từ chối mức giá này cả. Từng bị nghi ngờ, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn thốt lên rằng tiền nào thì của nấy. Giá trị của một tiền vệ đẳng cấp thế giới, người thay đổi bộ mặt và nâng tầm đội bóng như vậy là chính xác. Thậm chí nhiều cổ động viên còn nói vui là sẽ tặng thêm quà cho chủ tịch Real Madrid khi ông quyết định để Casemiro gia nhập sân Old Trafford. Man United vẫn còn những điều cần phải cải thiện, nhưng với ngôi sao người Brazil trong đội hình, họ đã có chốt chặn đáng tin cậy, một người mang đến sự yên tâm và là trưởng ban thi hành án của nửa đỏ thành Manchester, nơi anh làm nhiệm vụ bảo vệ lợi thế của đội và đưa ra những quyết định giúp quỷ đỏ phát triển hơn nữa trong tương lai. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.